Xin chào các bạn thính giả thân mến của kênh Radio Kết Nối. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe phần 5, phần cuối cùng, Sức mạnh của đồng tiền trong cuốn sách Sức mạnh biến cuộc sống tầm thường thành phi thường. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Sức mạnh của đồng tiền. Tiền là sức mạnh, là tự do, là bước đệm, là căn nguyên của điều xấu và toàn bộ hạnh phúc. Carl Sandburg. Có đủ tiền là một điều tuyệt vời, bất kể tầm nhìn lớn mà bạn xác định cho thành công của mình là gì, trừ phi bạn lên kế hoạch để trở thành một thầy tu. Còn không thì con đường bạn đi chắc chắn sẽ yêu cầu đến tiền bạc. Bạn sẽ thoải mái, tự do theo đuổi những mục tiêu khác khi có đủ tiền. Tiền cũng mang lại cảm giác an toàn và đảm bảo. Nhưng hãy đề phòng, sự giàu có thường sẽ khuếch đại những đặc điểm tính cách ngầm của bạn hơn là thay đổi chúng. Tiền không chỉ khiến bạn bộc lộ những đặc điểm tốt, mà còn cả những tính nết xấu nhất. Nếu bạn vốn là người hào phóng, bạn sẽ càng trở nên hào phóng hơn khi có tiền. Nếu bạn là người tằn tiện, thì tiền bạc còn có thể khiến cho bạn trở nên tồi tệ hơn. Tiền đóng vai trò một người hỗ trợ, nó cung cấp công cụ để bạn dễ dàng tập trung hơn vào mục đích thật sự. Nó cũng có thể kích hoạt tiếng nói ép buộc, bốc đồng, cảm xúc bên trong, khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và lấn át tiếng nói của sự lý trí, logic. Hãy nhìn vào người chiến thắng xổ số. Trên báo đài có đầy dẫy những câu chuyện về những người thắng xổ số, sau đó lại mất hết mọi thứ và phải chịu đựng đau khổ không thể đo đếm được. Hãy lấy trường hợp của người phụ nữ ở New Jersey, người từng thắng 5,4 triệu đô la, đã trắng tay vì cờ bạc tại thành phố Atlantic làm ví dụ. Giờ đây, cô ấy sống trong bãi đỗ của các ngôi nhà di động, hoặc là một người thuyết giáo kiếm sống bằng nghề nhân viên bốc dỡ hàng tại siêu thị Home Depot. Lời cầu nguyện của anh ấy dường như đã được đáp lại khi anh ta thắng giải xổ số 31 triệu đô la. Ban đầu, cuộc sống của người thuyết giáo này diễn ra một cách tuyệt vời. Anh ấy mua một nông trại, 6 căn nhà cùng nhiều chiếc xe hơi mới. Nhưng như rất nhiều người thắng xổ số khác, anh không thể nói không khi người khác xin anh tiền bố thí. Sau này, anh ly dị vợ và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình. Và rồi lại có một chàng trai thắng giải xổ số Pennsylvania trị giá 16 triệu đô la. Ngay lập tức, những sự kiện tồi tệ liên tiếp xảy ra. Bạn gái cũ của cậu đâm đơn kiện để đòi một phần giải thưởng và đã thắng kiện. Anh trai cậu thì thuê một kẻ đâm thuê chém mướn, hy vọng có thể được thừa kế chút tiền thưởng. Những người họ hàng cũng không ngừng quấy rầy cậu vì tiền. Trong vòng một năm, số tiền chàng trai nợ đã lên đến gần 1 triệu đô la và cậu tuyên bố phá sản. Giờ đây, cậu ấy sống dựa vào tem phiếu thực phẩm và phúc lợi xã hội. Một sự thật quan trọng nhưng không nhiều người biết đến trong việc phát triển trạng thái tự do tài chính là tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được và không có ngoại lệ nào cả. Hãy bắt đầu tiết kiệm từ hôm nay, thậm chí là chỉ 1 đô la và hãy lặp lại việc đó cho ngày mai, rồi ngày kia, ngày nào cũng làm như thế. Hãy cam kết là mình phải trì hoãn sự hài lòng bằng cách kiềm chế hứng thú mua sắm bốc đồng để có thể tiết kiệm tiền. Vấn đề ở đây không nằm ở tổng số tiền bạn có từ đầu, mà là sau này bạn có một kết thúc tốt đẹp như thế nào. Tiêu ít và đầu tư nhiều là câu nói mà bạn đã có thể nghe nhàm tai rồi, nhưng nó là sự thật. Điều kỳ diệu của lãi kép. Albert Einstein đã gọi lãi kép là phát hiện toán học vĩ đại nhất mọi thời đại, vì dường như nó sở hữu sức mạnh kỳ diệu. Ví dụ, như có thể biến một đồng xu thành 5,3 triệu đô la chẳng hạn. Bạn có thể đã từng được nghe câu hỏi sau. Bạn sẽ chọn có A, 10.000 đô la một ngày trong 30 ngày, hoặc B, bắt đầu một xu một ngày đầu tiên, với mỗi ngày sau đó nhận được số tiền gấp đôi ngày hôm trước, trong vòng 30 ngày. Nếu bạn chọn đồng xu, sau 30 ngày, bạn có thể có 5.367.807 đô la. Nếu bạn chọn phương án 10.000 đô la một ngày, bạn sẽ có tổng số tiền là 300.000 đô la. Điều tuyệt vời của lãi kép là nó giúp bạn đạt đến trạng thái tự do tài chính. Nói một cách đơn giản, lãi kép nghĩa là bạn kiếm tiền lãi trên tiền gốc bạn tiết kiệm được. Sau đó, bạn lại kiếm lãi trên khoản tiền lãi. Hiện tượng này cứ thế tiếp diễn, tăng diện tích và tài khoản tiết kiệm của bạn bằng sức mạnh và đưa bạn đi một cách bền vững tới những mục tiêu tiết kiệm của mình. Tôi gọi đây là con ngỗng vàng. Qua thời gian,
kết quả đạt được có thể vô cùng lớn. Với sự kỳ diệu của lãi kép, bạn có thể dự đoán thời điểm số tiền của mình sở hữu tăng gấp đôi bằng quy tắc 72. Bạn chia 72 cho tỷ lệ lãi suất khoản đầu tư của bạn. Ví dụ, với lãi suất cố định là 6%, số tiền của bạn sẽ tăng gấp đôi sau khoảng 12 năm. 72 chia 6. Đây là một bí mật nhỏ. Lãi kép là người bạn thân nhất của những triệu phú. Nó thực sự là tiền miễn phí và bắt đầu sớm chính là chìa khóa quyết định. Sức mua. Dù bạn có coi mình là một doanh nhân hay không, thì mọi quyết định mua bán thực hiện đều là một giao dịch thương mại, cho dù nó là một giao dịch 1 đô la hay là giao dịch 1 triệu đô la. Mọi giao dịch sẽ đều ở một vị trí nào đó trên thước tỷ lệ giao dịch sau đây. 1. Người bán nhận được nhiều hơn, còn người mua nhận được ít hơn so với giá trị thị trường hợp lý. 2. Người mua nhận được nhiều hơn, còn người bán nhận được ít hơn so với giá trị thị trường hợp lý. 3. Hai bên nhận được giá trị tương đương nhau. Tất cả các giao dịch đều diễn ra với một trong ba kết quả trên. Nếu bạn là người mua, bạn sẽ muốn có được món hời. Nhưng nếu bạn là người bán, bạn có thể muốn tạo thêm lợi nhuận. Mọi giao dịch đều có sự thương lượng. Nếu bạn mang một món đồ đã được niêm yết đến quầy thu ngân để thanh toán, thì đó là một cuộc thương lượng trong đó người bán đã nêu giá sẵn lên sản phẩm và bạn đồng ý với mức giá này. Giá chào bán có thể chỉ là điểm bắt đầu, trừ phi bạn sẵn sàng là một nhà mua hàng chủ động và đưa ra một mức giá khác. Còn không thì giá chào bán cũng sẽ là giá bán. Hãy trở nên có chủ đích với thói quen mua sắm của mình. Tránh mua vì sĩ diện mà nên tìm mua những món hàng thực tế. Việc của bạn không phải là gây ấn tượng với người bán hàng hoặc làm họ hạnh phúc. Hành động bốc đồng chính là kẻ thù với sự tích lũy tài sản. Hầu hết kiến thức bây giờ đều có sẵn trên đầu ngón tay bạn qua những khảo sát trên mạng. Một tính cách quan trọng khác có thể giúp bạn có được số tiền mong muốn chính là kiên nhẫn và kiên trì. Khi bạn thấy giá của một món đồ là bất hợp lý, có thể cảm giác mà bạn đang có là đúng, và trong trường hợp này, bạn không nên mua sản phẩm đó. Sau tất cả, chỉ có bạn là biết sản phẩm ấy giá trị như thế nào đối với mình. Đây là một ví dụ. Kính của tôi bị gãy, vì vậy tôi mang nó đến một chuỗi cửa hàng toàn quốc chuyên bán gọng và kính mắt. Nhân viên bán hàng bảo mức giá để thay gọng là hơn 300 đô la. Mức giá này khiến tôi thấy bất hợp lý, nên tôi đã lên mạng và tìm một cái gọng kính khác giống hệt. Tôi phải trả tổng cộng 29 đô la, bao gồm cả tiền vận chuyển. Dạo một vòng trên mạng đã tiết kiệm cho tôi vài trăm đô la. Và kiến thức mới này sẽ giúp tôi tiết kiệm thêm trong nhiều năm tới. Vốn có bản tính tò mò, sau khi mua kính tôi đã cố gắng tìm ra lý do vì sao giá của gọng kính có thể dao động từ 10 đô la ở hàng thuốc cho đến vài trăm đô la, thậm chí vài nghìn đô la ở những chuỗi cửa hàng mắt kính lớn trên toàn quốc. Tôi phát hiện ra rằng công ty Luxottica ở Ý, công ty lớn nhất trong ngành kính mắt, đã kiểm soát 80% nhãn kính trên thị trường. Nghĩa là công ty này gần như độc quyền trong thị trường kính mắt, không hề có đối thủ cạnh tranh, hoặc có thì cũng rất ít. Luxottica đã tăng giá kính mắt để mang lại lợi nhuận lớn nhất. Trong khi điều này chắc chắn là một cách hay để công ty kiếm được nhiều tiền, thì đối với tôi, tức là người mua hàng, nó không phải là một tình huống có lợi. Tôi thà mua cổ phiếu của công ty còn hơn mua kính mắt của họ. Là một khách hàng, bạn nên mặc định một thái độ hoài nghi và thận trọng. Nếu không, bạn có thể phải trả giá quá cao cho một vài mặt hàng hoặc dịch vụ. Và sau cùng, nó sẽ khiến bạn không thể đầu tư vào những thứ mình thật sự quan tâm. Xác định giá trị thật sự để làm một sản phẩm hay dịch vụ là một việc tốt nên làm. Nó là lợi thế lớn dành cho người mua hàng, giúp họ tránh bị phụ thuộc vào những nhà cung cấp nước, mà thay vào đó có thể luyện tập sử dụng những hiểu biết về tài chính của mình để tìm ra mức giá thấp nhất ở trên thị trường toàn cầu. Hãy sử dụng 3 câu hỏi của tôi. Đây có phải là thứ mình thật sự cần hay không? Hay chỉ là muốn có thôi? Giá của món hàng này hay dịch vụ này là dựa trên lợi nhuận hợp lý hay giá trên trời? Món hàng mình sắp mua có trở thành một món đầu tư bị mất giá trị theo thời gian không? Đừng bao giờ nghĩ rằng những thứ bạn mua là một món đầu tư, trừ khi bạn gần như chắc chắn rằng nó có thể tăng giá trị trong những tình huống hợp lý. Nếu một sản phẩm dịch vụ không thể vượt qua 3 câu hỏi trên, nó sẽ là sản phẩm bị mất giá theo thời gian. Rất nhiều người bán hàng cố gắng tạo ra ấn tượng rằng giá trị hợp lý của sản phẩm là rất cao,
rồi sau đó lại đưa ra một thỏa thuận đặc biệt. Thực tế là bằng hoặc cao hơn giá trị thực sự của sản phẩm. Những người buôn xe hơi, cũng như những người môi giới nhà đất hay buôn bán vàng, bạc, trang sức, đều rất nổi tiếng với chiến thuật này. Tuy nhiên, khi bạn gặp một người bán hàng có động lực cao, bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để mua hàng trong vùng có lợi nhuận mua theo biểu đồ. Nếu bạn có thể xác định được động lực của người bán, thế thượng phong trong cuộc đàm phán sẽ thuộc về bạn. Có rất nhiều động lực khác nhau để mọi người bán đồ dưới giá thị trường hợp lý. Ví dụ, người bán đang bán những thứ còn lại trong nhà của bố mẹ họ sau khi đã lọc ra tất cả những thứ họ muốn giữ lại. Một chủ cửa hàng muốn từ bỏ công việc kinh doanh và muốn thanh lý hàng càng nhanh càng tốt. Một gia đình đang chuyển đi nơi khác và muốn giảm bớt số lượng đồ đạc mang theo. Thông thường, những thành viên trong gia đình sẽ quyết định không muốn giữ món đồ nào và sẽ hăm hở tống khứ chúng đi. Một công ty bị phá sản và những món hàng trong kho được bán với giá rẻ bởi những người được ủy thác. Hầu hết những người mua hàng không suy nghĩ nhiều trong gần như mọi quyết định mua sắm. Để là một người mua hàng cẩn thận, biết tận dụng sức mạnh của đồng tiền, việc của bạn là trở nên chín chắn và thận trọng với những nguồn tài nguyên giá trị mà bạn có. Bạn có thể nhân đôi sức chi tiêu của mình nếu trung bình bạn mua mọi thứ với mức giá bằng một nửa. Nó sẽ đơn giản, nhưng là sự thật. Tôi từng được dạy về những yếu tố kinh tế của sức mua cho một lớp trung học và đã có yêu cầu mỗi học sinh đi ra chợ, chọn mua bất cứ thứ gì với mục tiêu là mua được chúng với giá ưu đãi nhất. Tôi treo giải cho những ai có thỏa thuận mua bán tốt nhất. Một tuần sau, chúng tôi được nghe câu chuyện của các học sinh và tôi chưa bao giờ thấy những đứa trẻ 16 tuổi hào hứng hơn thế. Mỗi học sinh đều kiếm được những thứ mà các em muốn dưới giá chào bán. Phương thức của mỗi em đều khác nhau và người thắng cuộc là người mua về được với giá $0. Chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi học sinh đó kể lại rằng em ấy đã lùng sục trên mạng để kiếm những phiếu giảm giá khuyến mãi và bằng cách kết hợp hai phiếu khuyến mãi khác nhau với cùng một chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, em ấy đã có được sản phẩm mình muốn mà không phải trả một đồng nào. Rất nhiều người mắc sai lầm khi nghĩ những thứ như xe mới là món đầu tư thay vì một món hàng. Thật không may, điều đó không đúng. Hầu hết những chiếc xe mới đều bị rớt giá khủng khiếp ngay thời điểm xe lăn bánh. Tóm lại, khi bạn tiêu tiền, hãy hỏi bản thân câu hỏi cơ bản này. Liệu những thứ mình mua sau 5 năm sẽ đáng giá nhiều hơn hay ít hơn những gì mình trả cho nó? Nếu câu trả lời là nhiều hơn, xin chúc mừng, bạn đã vừa có một khoản đầu tư. Sau cùng, khi xét đến thành công tài chính, điều quan trọng cần tránh là sự quyến rũ của những thứ mà tôi gọi là những thứ lấp lánh. Điều tôi muốn nói là bạn nên tránh những vật hứa hẹn sáng bóng mới tinh, cho dù nó là trang sức mới, xe mới, TV mới, nội thất mới hay bất cứ thứ gì khác. Chúng còn chẳng cần phải là đồ mới tinh. Một vật sáng bóng là những gì bắt mắt ta, nhưng vượt quá khả năng chi trả, bị mất giá rất nhanh, hoặc không thể phục vụ một mục đích nào khác ngoài sự khao khát được thỏa mãn ngay lập tức. Trong lịch sử, ví dụ hay nhất mà tôi có thể nhớ được là cuộc mua bán không thể tin được của người Hà Lan, khi họ đã đổi những chuỗi hạt trang sức cùng những món hàng khác cho người Mỹ bản địa để có được đảo Manhattan năm 1626. Theo người phụ trách chuyên mục tài chính cá nhân của USA Today, Chloe Delta Costa, chỉ một vài món hàng nhỏ lẻ thông thường bạn mua cũng có thể trở thành vật chắn đường đến mục tiêu tài chính của bạn. Ví dụ như những món ăn cùng đồ uống tiện lợi, sản phẩm làm đẹp, quần áo mới, khách sạn đắt đỏ, việc giải trí, ứng dụng điện thoại, sản phẩm công nghệ mới nhất, cáp truyền hình, thẻ nạp thành viên tập gym. Có vài thứ lấp lánh bạn cần nên cân nhắc trước khi mua. Khi nhìn vào thói quen chi tiêu của bản thân, có món đồ nào là nổi bật hay thường xuyên được mua không? Hãy xem xét và loại bỏ chúng ra và tìm sản phẩm thay thế có giá trị phải chăng hơn. Đây là một trong những cách tốt nhất để đi vào con đường đúng đắn hướng tới tự do tài chính. Một nghiên cứu từ tạp chí Consumer Research được thực hiện năm 2013 chỉ ra rằng suy nghĩ về những món hàng mua được giúp tăng mức độ hạnh phúc một cách tạm thời cho những người thực dụng, bởi vì họ có xu hướng nghĩ quá nhiều về những gì họ mua được. Suy nghĩ đó có khả năng mang đến những cú hích cảm xúc thường xuyên. Nhưng những cảm xúc tích cực liên quan đến thứ thực tế đạt được chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Mặc dù những người sống vật chất vẫn có cảm xúc tích cực sau khi mua hàng, nhưng những cảm giác này kém mãnh liệt hơn so với thời điểm trước khi họ thực sự có được sản phẩm ấy. Tóm lại, trái ngược với điều mà hầu hết mọi người nghĩ, việc muốn sở hữu thứ mới mẻ lấp lánh kia
thực tế khiến con người thỏa mãn hơn là thật sự có được nó. Tác giả của nghiên cứu này đã đi đến kết luận, những người sống vật chất thường tiêu quá tay nhiều hơn và họ cũng thường xuyên có những vấn đề về tín dụng hơn. Có khả năng là do họ tin rằng sự sở hữu đó sẽ khiến bản thân hạnh phúc hơn, thay đổi cuộc sống của mình theo chiều hướng có ý nghĩa hơn. Việc biết rằng cảm giác khi sở hữu một món đồ không thú vị bằng cảm giác chờ mong khi chưa mua được món đồ sẽ giúp họ trì hoãn việc mua bán cho đến khi họ có được khả năng chi trả. Vì vậy, hãy nhớ rằng, một sản phẩm có thể trông rất hấp dẫn bây giờ, nhưng khi bạn cố gắng xây dựng vị trí của mình trên thế giới, từ sinh tồn sang ổn định rồi đến phát đạt, thì một trong những cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đề ra là tránh xa những thứ lấp lánh. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Studio Kết Nối. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Sức mạnh tổng hợp. Trong cuốn sách này, tôi đã trình bày một chiến lược thuyết phục giúp bạn khám phá và đạt được tầm nhìn lớn của mình, bất kể nó là gì. Và trong khi tất cả những sức mạnh này đều là những thứ kỳ diệu để sở hữu và phát triển, thì không có một điều gì là tốt cả nếu chúng bị tách rời. Thành công là kết quả trực tiếp của việc trao dồi tất cả sức mạnh mà tôi đã giới thiệu với bạn. Không chỉ có một hoặc hai, cũng không phải hầu hết tất cả mà là toàn bộ. Với sức mạnh tư duy độc lập, bạn có thể át đi tiếng nói đang đấu tranh giành lấy sự chú ý, nhằm xác định xem ước mơ và động lực của mình là gì. Và sống một cuộc sống trong đó, bạn là người duy nhất kiểm soát được những mục tiêu, lựa chọn của bản thân. Đừng chỉ chấp nhận nguyên trạng. Hãy quan tâm khám phá lý do tại sao mọi sự vật lại như vậy. Và hãy là người sẵn sàng tiếp thu cái mới để bơi ngược dòng chống lại những quan điểm phổ biến. Có một câu cách ngôn cổ nhưng đến giờ vẫn vô cùng chính xác. Nói rằng những từ ngữ nguy hiểm nhất trên thế giới đó là cách chúng ta vẫn luôn làm. Đừng chấp nhận mọi thứ theo giá trị bề ngoài của nó. Thay vào đó, hãy tìm kiếm sự xuất sắc bằng cách luôn nỗ lực đi tìm phương pháp mới đã được cải tiến trong việc quản lý và kết cấu công việc, cuộc sống cá nhân hay đời sống tài chính của bạn. Bằng việc công nhận và nắm lấy sức mạnh của một người thực hiện, thay vì một người quan sát hoặc DKDC, bạn có thể gia nhập nhóm 1% số người làm được những việc đi đến những nơi mà người khác không thể. Sử dụng những sức mạnh bạn có thể để phát triển tư duy và bạn sẽ đạt đến tầm hiểu biết vượt xa giới hạn bạn từng đặt ra cho bản thân, khiến bạn cố gắng đạt được những mục tiêu mà người khác nghĩ là nằm ngoài tầm với của bạn. Bằng việc dành thời gian cũng như năng lượng để hiểu điều gì làm nên con người mình, hiểu đặc tính nào tạo nên nhân cách của mình, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn cả về thế mạnh và điểm yếu của bản thân, cũng như động lực và điều làm người khác phát cáu. Tất cả đều là chìa khóa thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Với sức mạnh của tầm nhìn, bạn bắt đầu không chỉ hiểu được mục tiêu của mình là gì, mà còn đạt được những mục tiêu vượt xa cả những giấc mơ hoang dại nhất. Bằng việc hình thành tầm nhìn lớn và đề ra những mục tiêu, bạn có thể khiến mỗi ngày trôi qua đều đầy ý nghĩa, và bạn sẽ gặt hái được những thành công có thể khiến chính bản thân bất ngờ về mức độ của nó. Những mục tiêu được phát triển tốt có thể khiến bạn bật dậy khỏi giường theo nghĩa đen với một nguồn năng lượng mà bạn có lẽ không thể hiểu rõ được vì bạn đang nhắm đến việc tiếp tục với niềm đam mê của mình. Một điều kinh ngạc khác về tầm nhìn là nó cung cấp khung sườn để tất cả các sức mạnh khác bám vào. Như con sông cần lòng, những sức mạnh của bạn cũng cần chỉ dẫn và phương hướng để đi tới mục tiêu. Tầm nhìn lớn chính là nhà cung cấp cấu trúc hàng đầu. Tránh dành thời gian vào những tình huống không có mục tiêu và thay vào đó, hãy luôn luôn theo đuổi tầm nhìn lớn tiếp theo. Với sức mạnh của tri thức, bạn có thể khắc phục hầu hết mọi khuyết điểm. Tự biết mình có nghĩa là biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân là gì, biết cái gì là đam mê và khao khát. Sức mạnh của tri thức cũng đồng nghĩa với những kiến thức thực tế về lĩnh vực sở thích và bạn luôn phải nhớ sự thật này. Kiến thức sẽ sinh ra nhiều kiến thức hơn. Khi bạn phát triển về nhận thức đó sẽ nhân lên theo cấp số. Không chỉ khiến cho việc nhớ thêm nhiều kiến thức trở nên dễ dàng hơn, mà còn khiến bạn giữ được những kiến thức đó trong đầu một cách hiệu quả hơn. Và việc gợi nhớ lại chúng cũng vì thế mà trở nên hiệu nghiệm hơn. Sức mạnh của sự kiên trì có lẽ là sức mạnh quan trọng nhất được đề cập trong sách.
Khi những sức mạnh khác của bạn là chưa đủ, thì sự kiên trì gần như có thể bù đắp cho những thiếu sót đó. Sức mạnh này đi đôi với ý chí, tức là khả năng để làm việc đúng đắn mọi lúc, ngay cả khi nó gây khó chịu hoặc không phải là cách phổ biến. Cả hai đều là cốt yếu đối với thành công. Với sự kiên trì cùng ý chí, sẽ chẳng có giới hạn nào đối với những thứ bạn có thể thực hiện. Khi theo đuổi bất kỳ mục tiêu nào, con đường sẽ trở nên gồ ghề và sẽ có điều gì đó trong bạn hoặc những người xung quanh cố gắng bảo bạn hãy dừng lại. Chỉ thông qua ý chí, bạn mới có thể vượt qua cơn thèm muốn bỏ cuộc. Cho dù điều ấy có ý nghĩa là bạn phải gắng chạy thêm một dặm nữa, làm điều đúng đắn hoặc tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp mơ ước bất chấp những trở ngại. Với hành trang là sức mạnh của sự tập trung cao độ, bạn có thể tìm ra một tầm nhìn phiến diện theo hướng tích cực, bất kỳ lúc nào bạn muốn, để át đi sự sao lãng và để hoàn thành những việc cần phải làm. Bằng việc chỉ tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, bạn có thể lờ đi tiếng nói và những mối quan tâm cạnh tranh, có thể nhìn mục tiêu một cách rõ ràng hơn và hoàn thành được những việc mà bạn không nghĩ là có thể. Trong thời gian ngắn, tập trung cao độ nghĩa là trau dồi khả năng tống ra khỏi đầu những tiếng nói cạnh tranh trong đầu trong khoảng 1 giờ mỗi ngày. Trong thời gian dài, nó có nghĩa là khả năng chuyên tâm theo đuổi mục tiêu trong khoảng thời gian hàng tháng, hàng năm trời để nhìn thấy nó hoàn chỉnh. Cả hai loại tập trung cao độ này đều là cốt yếu đối với thành công. Sức mạnh của những người thầy và bạn bè cho phép bạn tận dụng và giúp đỡ trong cộng đồng của mình. Nó trở thành một phạm vi ảnh hưởng cho lợi ích của cả bạn và người khác. Hãy tìm những người thầy, những người đi trước trên con đường đời và hãy học lấy sự thông thái cùng cái nhìn sâu sắc của những con người từng trải ấy. Bạn không nhất thiết phải hoàn toàn hoàn thành những mục tiêu của mình. Bạn có thể theo rất nhiều cách gây dựng và phát triển ước mơ của mình trên vai những người đã đi trước, dù họ còn sống hay đã chết. Hãy tìm kiếm cho mình những người bạn chất lượng và hãy nhớ quy luật hấp dẫn này. Những điều giống nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau, bởi vì những điều tốt sẽ thu hút những người tốt khác. Hãy cố gắng kết giao với những người mà bạn xem là hình mẫu, những người khiến bạn cảm thấy tốt hơn, đồng thời dùng một sự nỗ lực tương tự để tránh giao du với những thành phần đối nghịch. Hãy tìm kiếm với những cơ hội để giúp đỡ, thay vì chờ đợi người ta đến cầu xin một cách bị động. Có lẽ, một trong những trải nghiệm thỏa mãn nhất của con người là hành động vì người khác mà cho đi thời gian và vật chất của mình. Có một điều đã được chứng minh rất nhiều lần. Một trong những bước đi quan trọng nhất trên con đường hướng đến thành công và sự hài lòng chính là đối xử với người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với mình. Sức mạnh của ngôn ngữ có tiềm năng ghê gớm, cả tốt lẫn xấu. Nó có thể gây ra những tổn thất không thể bù đắp lại được, cũng như những điều vô cùng tốt đẹp. Ngôn ngữ có một khả năng tuyệt vời. Nó mang lại cho người khác cuộc sống, năng lượng, sự tích cực. Hãy cố gắng mang đến những lời tích cực cho cuộc sống của người khác bằng cách động viên và nâng đỡ họ, đồng thời cố gắng để làm bạn với những người cũng nói được những lời tích cực đó với bạn. Khi xung quanh bạn là những người luôn nói điều tích cực về cuộc sống, thật khó để không tin tưởng rằng bạn có thể hoàn thành bất kỳ điều gì, và đó đã là nửa cuộc chiến rồi. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, sức mạnh của đồng tiền cho bạn sự tự do và để giúp đỡ người khác hoàn thành những mục tiêu cá nhân. Tiền là sức mạnh duy nhất mà tôi có thể đề cập đến, trong khi hầu hết mọi người không ai nói về nó. Đó là lý do vì sao mà làm việc chăm chỉ, nuôi dưỡng khả năng tài chính tốt và ổn định là điều quan trọng. Nhờ tư duy lý trí cùng với liều thuốc tiên kỳ diệu mang tên lãi kép, kết hợp cùng ý thức kỷ luật tự giác để tránh xa những thứ lấp lánh hay những món hàng vô nghĩa, tôi tin chắc rằng ai cũng có thể có sức khỏe tài chính tốt. Vì sao nó lại quan trọng đến thế? Bởi vì khả năng trao quyền của sức mạnh đồng tiền là chìa khóa của sự đảm bảo, của sự tự do để giúp đỡ cộng đồng theo những cách độc đáo và giá trị, và là nhiên liệu mà mọi người đều cần đến để đạt được những mục tiêu trong đời. Dù cho giấc mơ của bạn là gì, thì vẫn sẽ cần đến nhiên liệu tài chính, và sẽ luôn là tốt nhất nếu bạn bắt đầu chuẩn bị tài chính để theo đuổi ước mơ từ sớm. Khi tất cả những sức mạnh này kết hợp lại, bạn sẽ nắm trong tay những yếu tố để có được một cuộc hành trình phi thường trước mắt. Đừng nản lòng nếu bạn không có được tất cả những sức mạnh ngay từ lần đầu tiên. Hãy nhớ rằng, những lỗi lầm của bạn thường có giá trị lớn hơn những thành công. Hãy vui vẻ chấp nhận những bài học thất bại, phải tiếp tục bền chí
dù bạn đang ở đỉnh cao thành công. Và đừng bao giờ ngừng phấn đấu để cải thiện những sức mạnh cá nhân của mình. Điều đó đưa tôi đến một suy nghĩ cuối cùng mà tôi muốn để lại cho bạn. Trong nhiều năm tôi được giới thiệu là một người tự phấn đấu, nhưng tôi muốn chia sẻ với bạn rằng điều đó không đúng đâu. Thực tế tôi nghĩ rằng có rất ít người thực sự nằm trong danh mục tự phấn đấu này. Thành công của tôi là sản phẩm của sự biên soạn trí tuệ được chia sẻ với tôi từ vô số nguồn khác nhau. Những người thầy đã cho tôi lời khuyên cùng sự chỉ bảo một cách rộng lượng và hào phóng. Thất bại đã dạy cho tôi về thành công. Đọc các tác phẩm vĩ đại của lịch sử đã mở ra cánh cửa đến với những tư tưởng và suy nghĩ từ xa xưa. Bạn bè cũng như kẻ thù đã chứng tỏ giá trị của sự kiên trì. Bạn không cô độc trong thế giới này. Luôn phải nhớ tận dụng những nguồn lực bên ngoài cùng với những sức mạnh bên trong. Chính sự khiêm tốn và sẵn sàng chấp nhận những hiểu biết cùng những thông tin từ người khác, dù bạn có thể không đồng tình, sẽ là bước đệm tiến tới thành công của bạn. Tôi hy vọng những bài học thành công bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ tạo cảm hứng để bạn tận dụng những cơ hội mình khám phá được, đạt được thành công như mong muốn. Bạn đã đọc về những con người bình thường, nhưng nhờ sức mạnh được miêu tả trong cuốn sách này đã trở nên thành công phi thường. Họ đã trở thành những nhà văn nổi tiếng, những nhà phát minh vĩ đại, những diễn viên thành công, những nhà tiên phong công nghiệp, những nhà cải cách sáng tạo, những nhà lãnh đạo chính trị xuất chúng, những con mọt sách thay đổi thế giới, và còn nhiều hơn thế nữa. Tất cả những người này đều thất bại rất nhiều lần, nhưng không bao giờ chịu đầu hàng. Hãy nhớ, lựa chọn cuối cùng của bạn là bỏ cuộc, và bạn nên để dành nó. Chỉ có làm việc chăm chỉ, cùng cam kết trở nên tốt hơn mỗi ngày mới có thể giúp bạn đạt được mục tiêu vượt xa những gì mà bất kỳ ai khác nghĩ là khả thi. Vì thế, hãy bước ra ngoài đi, hãy bắt tay vào làm việc và bắt đầu tận dụng những sức mạnh mà bạn được ban tặng để đạt được những mục tiêu của mình hàng ngày. Tôi sẽ gặp bạn ở đó. Tạo nên sự khác biệt, làm việc tốt, tận hưởng niềm vui và không bao giờ nghỉ hưu. Vâng, vậy là cuốn sách của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Hy vọng rằng qua 5 phần của cuốn sách và 11 sức mạnh được nhắc đến trong đó sẽ giúp cho bạn hiểu ra những điều mình đang thiếu sót và đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình tạo nên cuộc sống phi thường cho bản thân mình. Chúc bạn thành công! Tôi là Tráng Mưa của Radio Kết Nối. Xin chào và hẹn gặp lại!